Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo, đi sang bài tiếp theo của chương trình hình học lớp 9 học kỳ 2. Tức là chúng ta sẽ sang bài xoắn 4, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ta có phần 1 này, khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ở hình 22, xy là tia tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì nó sẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm, đúng không? Là tiếp tuyến của đường tròn tại A, tiếp điểm A là góc chung của hai tia đối nhau. Đây, AX và AY, mỗi tia đó là một tia tiếp tuyến. Cái góc BAX, góc BAX có đỉnh nằm trên đường tròn, đỉnh A nằm trên đường tròn. Cạnh AX là một tia tiếp tuyến, cạnh còn lại chính là một dây cung, tức là dây cung AB. Như vậy, ta gọi góc như vậy thì được gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây, tức là góc mà có đỉnh nằm trên đường tròn, hai cạnh, một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh kia là một dây, đúng không ạ? Thì nó sẽ được gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Dây AB căng hai cung, đây, cái dây AB này, thì nó căng hai cung, cung nhỏ AB và cung lớn AB, đúng không? Cung nằm bên trong góc thì gọi là cung bị chắn. Như vậy chúng ta có góc BAX này, thì cái cung này nó nằm trong góc BAX thì đây là gọi là cung bị chắn. Ở hình 22, góc BAX có cung bị chắn là cung nhỏ AB. Góc BAI có cung bị chắn chính là cung lớn AB. Như vậy cái cung này, đây góc này BAI nó chứa cái cung lớn này. Như vậy cái cung bị chắn của góc BAI chính là cung lớn AB. Sang phần hỏi chấm 1, hãy giải thích là trong các cái góc ở hình 23, 24, 25, 26 tại sao không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Vậy thì các em nhìn ở hình 23, góc này có đỉnh thì nằm trên đường tròn rồi, đúng không ạ? Đỉnh nằm trên đường tròn, nhưng mà không thỏa mãn là có một cạnh là tia tiếp tuyến, đúng không ạ? Hai cạnh này đều là dây cả, nó phải có một cạnh là tia tiếp tuyến, một cạnh là dây. Như vậy trường hợp này không thỏa mãn là điều kiện là phải có một cạnh là tia tiếp tuyến, tuyến, đúng không ạ? Hình 24 này, hai cái cạnh này, hai cạnh này không thỏa mãn cái điều kiện là một cạnh là tiếp tuyến, một cạnh là dây. Đây, hai cạnh này đều không thỏa mãn. Còn trường hợp này thì có một cạnh là dây nhưng mà cạnh còn lại không phải là tia tiếp tuyến thì cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Trường hợp này thì có một cạnh là tia tiếp tuyến, một cạnh là dây rồi nhưng mà cái đỉnh của nó không nằm trên đường tròn. Như vậy thì đây cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây, đúng không ạ? Đỉnh nằm ngoài. Vậy chúng ta sẽ có phần hỏi chấm 1 như sau. Hỏi chấm 1 này, chấm 1 thì chúng ta có hình 23. 23, hình 23, 24, 25 thì nó không thỏa mãn điều kiện là có một cạnh là tia tiếp tuyến và một cạnh là dây, đúng không ạ? Đây không thỏa mãn về hai cạnh. Hình 23, 24, 25. Thì không thỏa mãn điều kiện. Là một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh còn lại chứa dây cung, đúng không ạ? Nên suy ra là các góc ở hình 23, 24, 25 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Các góc ở hình 23,
24, 25 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hình 26 này. Đấy, tức là cái hình này hai cái cạnh đều là hai dây. Như vậy nó không thỏa mãn điều kiện là phải có một cạnh phải là tia tiếp tuyến. Đây không có cạnh nào là tia tiếp tuyến cả. Đây thì không có cạnh nào là tia tiếp tuyến và cũng không có cạnh nào là dây thì không thỏa mãn luôn. Đây chỉ có một cạnh là dây thôi. Còn một cạnh thì không phải là tia tiếp tuyến, vậy thì nó cũng không thỏa mãn điều kiện của hai cạnh. Còn cái hình 26 này thì đỉnh của cái góc thì lại nằm bên ngoài đường tròn. Như vậy thì nó sẽ không phải là tia tiếp tuyến, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Muốn nó phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây thì cái đỉnh phải nằm trên đường tròn. Và một cạnh là tia tiếp tuyến, một cạnh là dây, đúng không ạ? Đây thỏa mãn là một cạnh là tiếp tuyến, một cạnh là dây rồi, nhưng mà đỉnh lại nằm ngoài, đúng không? Hình 26 thì cái đỉnh của góc nằm ngoài đường tròn. Nên suy ra là góc ở hình 26 cũng không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Như thế này là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phần hỏi chấm 1. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút nhá. Bây giờ cô và các em sẽ tiếp tục đi sang các phần tiếp theo. Hỏi chấm 2 này. Các em hãy vẽ góc BAX tạo bởi tia tiếp tuyến và dây trong 3 trường hợp sau. Góc BAX bằng 30 độ, BAX bằng 90 độ, BAX bằng 120 độ. Trong mỗi trường hợp câu A, hãy cho biết số đo của cung bị chắn. Vậy bây giờ ta sẽ có phần hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 ý A này. Các em vẽ cho cô một cái vòng tròn. Vẽ cho cô một cái vòng tròn. Sau đấy các em vẽ cho cô một cái tia AX. Vẽ một cái tiếp tuyến được chưa? Vẽ một cái tiếp tuyến. Là từ A này các em vẽ tia tiếp tuyến AX vuông góc với lại OA. Đấy, vẽ tiếp tuyến AX trước. Sau đấy các em sẽ dùng thước đo góc, các em đo. Vẽ cho cô một cái góc là BAX bằng 30 độ. Các em sẽ dùng thước đo góc này, các em đo để chúng ta vẽ góc BAX bằng 30 độ. Đây cô đã vẽ góc BAX bằng 30 độ đây. Đấy. Thì chúng ta đã vẽ như thế này là chúng ta đã vẽ được góc BAX. Đúng không ạ? Cho biết số đo của cung bị chắn. Số đo của cung bị chắn ở đây đính chính là số đo của cung AB. Số đo cung AB thì các em dùng thước đo góc, số đo của cái cung này chính bằng số đo của góc ở tâm. Như vậy số đo của góc ở tâm các em đo thì nó bằng 60 độ. Dùng thước đo góc thì em đo bằng 60 độ. Đúng không ạ? Như vậy thì trường hợp A là số đo cung AB, số đo góc của cái cung bị chắn AB. Số đo của cung AB trong trường hợp A này sẽ bằng 60 độ. Trường hợp B là các em vẽ cho cô góc BAX, vẽ cái góc tạo bởi tiếp tuyến và dây là bằng 90 độ. Như vậy các em vẫn vẽ TAX này, vẽ một cái TAX, tiếp tuyến AX đúng không ạ? Các em có thể vẽ dài ra hai bên cũng được. Đấy, vuông góc với OA. Sau đó các em kéo dài OA lên thì chúng ta sẽ được AB. Đây, kéo dài OA lên nó cắt tại B. Như vậy chúng ta sẽ có góc BAX này. Góc này chính là góc tạo bởi gì? Tia tiếp tuyến này và dây này. Và góc này có số đo bằng 90. Đúng không ạ? Lúc này thì chúng ta sẽ có số đo của cung bị chắn. Số đo cung bị chắn ở đây. Thì chúng ta thấy là nó chắn cái cung gì? Cung AB.
Đúng không ạ? Đây này, số đo cung bị chắn này. Đây, cung bị chắn chính là cung AB. Như vậy cái cung AB này là cung nửa đường tròn. Như vậy cung AB sẽ có số đo là bằng 180 độ. Đúng không ạ? Nửa đường tròn thì sẽ bằng 180 độ. Như vậy số đo cung AB trong trường hợp B sẽ bằng 180 độ, là bằng nửa đường tròn. Câu C, các em vẽ góc BAX bằng 120 độ. 120 độ. Thì chúng ta sẽ có, đầu tiên các em vẽ cũng vẽ một cái cung, vẽ một cái vòng tròn. Sau đấy các em vẽ tiếp tuyến AX. Vẽ tiếp tuyến AX. Rồi các em đặt cái thước đo góc để các em xác định cái góc bằng 120. Vậy đây này, đếm này, 0 này, đến 120, các em đánh dấu 120, xong đó các em nối với A. Thì chúng ta được góc BAX, góc này tạo bởi tia tiếp tuyến AX và cái dây cung AB. Như vậy góc này là tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, đúng không ạ? Có số đo bằng 120 độ. Chúng ta sẽ xem thử là cung bị chắn. Cái cung bị chắn là nó nằm trong góc, đúng không ạ? Như vậy cung AB này, cung lớn AB đây. Đấy, thì các em muốn xem thử cái cung bị chắn này bằng bao nhiêu thì các em sẽ đo. Các em sẽ dùng thước đo góc nha. Các em sẽ đo cái góc bên này này. Đo cái góc này. Đo cái góc này thì chúng ta thấy là cái góc này chúng ta sẽ bằng 120 độ. Đúng không? Các em sẽ đo cái góc bên này 120 độ. Mà tổng cả là bằng 360 độ thì các em trừ đi 120 độ thì cái bên này nó sẽ bằng 240 độ. Toàn bộ cái phần còn lại sẽ bằng 240. 240, như vậy cung AB của chúng ta, cung lớn AB chính bằng số đo, chính bằng 240 độ. Nhá. Thì như cô nói là các em sẽ đo cái góc kề bù bên này này. Đấy. Thì chúng ta được 120. Vậy các em lấy tổng là 360 trừ 120 thì sẽ ra 240. Như vậy cái cung này nó sẽ có số đo bằng 240. Số đo cung AB trong trường hợp C sẽ bằng 240 độ. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được phần hỏi chấm 2. Sang phần 2. Phần 2 ở đây là phần định lý này. Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây thì bằng một nửa số đo cung bị chắn, đúng không? Nãy chúng ta thấy này, cung bị chắn ở đây bằng 60 này. Số đo góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng 30, như vậy 30 bằng một nửa 60. Số đo tạo bởi tiếp tuyến và dây ở đây là 90, đúng không ạ? Bằng một nửa của 180. Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến dây đây bằng 120 thì bằng một nửa của 240, đúng không? Vậy số đo góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng một nửa số đo cung bị chắn ở đây chứng minh, thì chúng ta sẽ chia thành 3 trường hợp để chúng ta đi chứng minh ở đây. Trường hợp thứ nhất là tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung. Như vậy chúng ta có tâm đường tròn O này nằm trên cạnh chứa dây cung. Và chúng ta cần chứng minh là tâm chúng ta có góc B này, BAX này. Đây cái góc này. Góc BAX của chúng ta bằng 90 độ. Đúng không? Còn chúng ta lại có số đo của cung AB. Cung AB của chúng ta ở đây là cung nửa đường tròn. Cung nửa đường tròn thì nó sẽ có số đo là bằng 180 độ. Như vậy có phải là BAX bằng 1/2 của số đo của cái cung bị chắn AB không? Chưa? Như vậy BAX bằng 1/2 cung AB. 90 bằng một nửa của 180. Tiếp theo trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là tâm đường tròn nằm bên ngoài của góc. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta có góc BAX này. Bây giờ chúng ta vẽ góc BAX đây. Tâm đường tròn nằm bên ngoài đây. Được chưa? Vậy tâm đường tròn nằm bên ngoài thì giống như hình B này. Các em vẽ đường cao OH. Vẽ đường cao OH thì chúng ta sẽ có là cái tam giác là AOB là tam giác cân. AOB là tam giác cân. Vì sao nó là tam giác cân? Vì có cạnh OA bằng OB bằng R. Đúng không ạ? Vậy tam giác cân thì có góc gì? Tam giác cân mà các em hạ đường cao và BH. Trong tam giác cân thì đường cao nó cũng chính là gì? Phân giác, đúng không ạ? Phân giác. Như vậy thì góc O1 sẽ bằng góc O2, hai góc này bằng nhau. Đúng chưa? Trong tam giác cân thì hai góc này bằng nhau. Mà ta lại có như sau này. Ta có là cái góc góc O1 này. Cái góc O1 này cộng với cái góc này này. O1 cộng với lại góc OAB. Đây là tam giác vuông nhá. Tam giác này là tam giác vuông, suy ra O1 cộng với góc A OAB thì bằng 90 độ. Đúng không ạ? Vì góc này bằng 90 độ rồi, tổng hai góc này bằng 90 độ. Mặt khác ta lại có cái góc OAB này, góc OAB là góc này cộng với góc BAX cũng bằng 90.
hai góc này cộng nhau bằng 90, hai góc này cộng với nhau bằng 90. Như vậy suy ra góc O1 sẽ bằng góc BAX, bởi vì là cùng phụ với cái góc OAB. Đúng chưa ạ? Như vậy thì hai góc này bằng nhau mà ta lại có là cái ta lại có là gì? O1 này này lại bằng 1/2, bằng 1/2 của cái góc là AOB. Bởi vì như chúng ta đã nói ở trên thì cái tam giác này là tam giác cân. Tam giác cân thì đường cao cũng là phân giác. Như vậy góc O1 này nó sẽ bằng O2, hai góc này bằng nhau và bằng một nửa của góc AOB. Vậy thì cái góc O1 bằng 1/2 của góc AOB mà BAX lại bằng góc O1. Như vậy BAX cũng bằng 1/2 của góc AOB. Đúng không ạ? Vậy cái này bằng 1/2 của cái góc này, mà số đo của góc này chính bằng số đo của cung AB. Như vậy thì số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây, tức là góc BAX, sẽ bằng 1/2 số đo cung AB. Chưa đây. Đấy. Đây, ta có là góc BAX này. Như cô đã chứng minh rồi đấy, thì ở đây người ta các em có thể xem lại ở trong cái phần sách giáo khoa này một chút. Bây giờ cô sẽ cùng chuyển sang câu C là tâm O nằm bên ngoài của góc BAX. Chúng ta cần phải chứng minh. Trường hợp này các em cần phải chứng minh là góc BAX bằng có số đo bằng 1/2 số đo cung AB. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh như sau. Đây nhá, từ đây thì các em sẽ các em vẽ cho cô cái nối OVA. Thì cái này là tiếp tuyến đúng không nào? Tiếp tuyến thì nó sẽ vô góc. Như vậy thì ta có là cái góc BAX này thì sẽ bằng góc BAO cộng với góc OAX. Đúng không? Hoặc là đây cô đặt là A phẩy đi. A phẩy. Thì ta có là góc BAX này thì sẽ bằng BAA phẩy cộng với góc A phẩy AX. Đúng không ạ? Mà ta có góc A phẩy AX này thì bằng 1/2 của cái cung AA phẩy theo trường hợp A. Theo trường hợp A thì chúng ta có cái này này, góc BAX này bằng 1/2 cung này rồi, đúng không ạ? Như vậy thì A phẩy AX sẽ bằng 1/2 của cái cung này. Mặt khác cái góc này là góc nội tiếp thì nó sẽ bằng 1/2 cung BA phẩy, mà chúng ta cộng hai góc với nhau thì nó sẽ bằng 1/2 cung này cộng với 1/2 cung này, tức là bằng 1/2 cung lớn AB. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có IC như sau. IC chứng minh IC của phần định lý 2 đấy. Vậy thì ta có này, ta có là cung lớn, số đo cung lớn AB, số đo của cung lớn AB này thì nó sẽ bằng số đo của cung AA phẩy cộng với A phẩy B. Chưa? Nhìn này, số đo cung lớn AB này thì sẽ bằng A phẩy cộng với A phẩy B. Rồi số đo chúng ta có góc BAX. Góc BAX thì lại bằng góc A phẩy AX cộng với góc BAA phẩy. Đây, BAX này thì bằng A phẩy AX này cộng với BAA phẩy. Đúng chưa? Mặt khác mà ta lại có là số đo của góc gì? Số đo của cái góc A phẩy AX. A phẩy AX góc nội tiếp thì nó lại bằng 1/2 số đo của cung AA phẩy theo trường hợp A. Theo trường hợp A chúng ta đã chứng minh. Rồi cái số đo của góc BAA phẩy. BAA phẩy, đây là số đo góc nội tiếp thì bằng 1/2 số đo cung bị chắn, tức là bằng 1/2 cung A phẩy B. Được chưa? Thế các em mới cộng vế với vế.
Từ đây thì các em cộng với vế thì ta sẽ suy ra được là a góc a phẩy ax cộng với góc ba a phẩy thì nó sẽ bằng là hai cái này bằng 1/2 của a phẩy cộng với 1/2 của a phẩy b. Hai cái này cùng có 1/2 thì cô đặt 1/2 ra ngoài luôn này. Cộng với a phẩy b. Được chưa? Thế ở đây chúng ta có là hai cái góc này này, a phẩy ax cộng với ba a phẩy. Đây, chính bằng góc bax. Bằng 1/2 của cung a phẩy, số đo a phẩy cộng với a phẩy b thì chính bằng số đo của cung ab. Như vậy thì chúng ta đã chứng minh ra được là số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần hỏi chấm 3 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng một chút các em nhé. Hỏi chấm 3 này, các em cần phải so sánh số đo của góc BAX, BAX với số đo của ACB, số đo của cung ACB. Hai số đo này với số đo của cung AMB, AMB. Đây, như vậy chúng ta có là số đo của cái cung BAX, BAX này. Đây là góc nội tiếp, góc nội tiếp. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Như vậy thì nó sẽ bằng 1/2 số đo của cung AMB. Còn đây là cái góc nội tiếp này, ACB. Góc nội tiếp thì bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Như vậy nó cũng bằng 1/2 số đo của cung AMB. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có phần hỏi chấm 3 như sau. Cả hai cái góc chúng ta cần tìm đều bằng 1/2 của số đo cung AMB. Hỏi chấm 3 là góc BAX. Góc BAX thì bằng 1/2 số đo của cung AMB. Ở đây là gì? Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Đấy, thì nó sẽ bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Tiếp theo là góc nội tiếp ACB. Thì cũng bằng 1/2 số đo cung bị chắn AMB. Đây là góc nội tiếp. Như thế là chúng ta đã rất là nhanh chóng hoàn thành xong được phần hỏi chấm 3. Ta có hệ quả này. Trong một đường tròn góc tạo bởi hai tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đấy, tức là cái góc tạo bởi gì? Tạo bởi tia tiếp tuyến và dây này. Đây, ví dụ như tia tiếp tuyến và dây, cái này chắn cung AB và góc nội tiếp cùng chắn cái cung AB đấy thì bằng nhau. Như vậy thì hai cái góc này nhé, góc này bằng 1/2 cung này, góc này bằng 1/2 cung này, vậy thì suy ra hai góc này bằng nhau vì cung bằng 1/2 cung này. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang phần bài tập. Bài tập đầu tiên đó là bài tập số 27. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, lấy điểm P khác A và B trên đường tròn, gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn, chứng minh rằng APO bằng PBT. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, một điểm P khác A và B, gọi T là giao điểm của AB vẽ tiếp tuyến với đường tròn tại B, AP cắt tiếp tuyến tại B tại T,
tại điểm T, chứng minh rằng góc APO, APO góc này bằng với góc PBT, hai góc này bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ có này. Xét cái tam giác gì? Xét cái tam giác AOP. Cái tam giác này tam giác cân có cạnh OA bằng OB, OP cùng bằng R, suy ra góc P bằng góc A. Hai góc này bằng nhau. Mà ta lại có góc gì? Góc PBT thì bằng 1/2 của cung BP, bởi vì là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây, đúng không ạ? Cái góc này thì nó cũng bằng cái góc A này, nó cũng bằng 1/2 của cung PB. Đây là cũng là góc nội tiếp chắn cung BB. Như vậy hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau mà cái góc này nó lại bằng góc này, chứng tỏ là góc này bằng góc này, đây là điều cần chứng minh. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ chứng minh như sau. Ta có cái tam giác AOP cân tại O, nên suy ra góc A bằng góc P. Góc A bằng góc P. Rồi, mặt khác ta lại có là góc gì? À, góc APO. Mặt khác ở đây là PBT. Ta có góc B này, PT này. Mà góc BPT bằng 1/2 của cung BP. Đây là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây. Đúng không? Thứ hai là góc gì? À, góc BAP, tức là cái góc A này, cũng bằng 1/2 của cung gì? À, BP. Đây là góc nội tiếp. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là góc PBT bằng góc A, tức là bằng góc B A P A O. Cùng bằng 1/2 của cung BP. Mà góc A này lại bằng góc P từ 1 và 2. Hai góc này bằng nhau mà cái góc này lại bằng góc P này, tức là nó sẽ bằng góc APO đây. Đấy. Hai góc này bằng nhau. Vậy từ 1 và 2 thì cái em sẽ suy ra là góc A này, góc A bằng góc P, tức là APO. Cũng sẽ bằng PBT. Thấy chưa? Đây nhá, góc A bằng góc P. Góc P này chính là góc APO đây này. Đấy, góc này bằng góc này, đúng không ạ? Cái góc này bằng cái góc này, mà cái góc này nó cũng bằng góc này. Như vậy thì hai góc này nó sẽ bằng nhau. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 28. Bạn nào cần thì có thể dừng video và giảm một chút nhé. Bài 28, cho hai đường tròn O và O' cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn. O' cắt đường tròn O tại điểm P. Tiếp tuyến thứ đây, tiếp tuyến PB của đường tròn O. PB cắt đường tròn O' tại Q. Tia PB, đây là tia PB cắt đường tròn. Rồi, đây chúng ta có hình này. Ta cùng soát lại hình nhá.
cho hai đường tròn này, tâm O và tâm O phẩy cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến qua A, chúng ta vẽ đường tiếp tuyến của đường tròn là tiếp tuyến qua A của đường tròn O phẩy. Như vậy đây này, chúng ta vẽ O phẩy này, nối O phẩy với A này, vẽ đường vuông góc được chưa? Và cái tiếp tuyến này cắt đường tròn tâm O tại P. Tia PB, đây tia PB cắt đường tròn O phẩy tại Q. Chứng minh rằng đường thẳng AQ, AQ đường thẳng này song song với tiếp tuyến tại P của đường tròn O, tức là từ O, các em vẽ PB này, vẽ đường vuông góc. Như vậy chúng ta cần chứng minh là AQ song song với PX chẳng hạn. Cần chứng minh AP vuông góc với lại là PX. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái bài này như sau. Chúng ta có là gì? AP. AP là tiếp tuyến của đường tròn là O phẩy, tâm O phẩy. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có cái góc là BAP này. Góc này bằng 1/2 cung AB. Đúng không? Cái góc AQB này cũng bằng 1/2 cung AB. Như vậy là hai góc này, hai góc này nó sẽ bằng nhau vì cùng bằng 1/2 cung AB. Đúng chưa ạ? Mặt khác, xét trong đường tròn tâm O thì chúng ta có là đây là tiếp tuyến này, đúng không ạ? Như vậy cái góc này, cái góc này lại là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. Như vậy thì góc QBX này thì bằng 1/2 cung PB. Cái góc này nó cũng bằng 1/2 cung PB bởi vì là góc này là góc gì? Góc nội tiếp, đúng không ạ? Hai góc này lại bằng nhau. Như vậy thì góc chúng ta đã chứng minh được hai góc này bằng nhau, hai góc này cùng bằng nhau. Như vậy hai cái góc này nó sẽ bằng nhau vì cùng bằng góc này. Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên chúng ta sẽ suy ra được AQ sẽ song song với PX. Đúng không? Thế bây giờ cô sẽ chứng minh cho các em như sau. Đầu tiên là các em xét đường tròn tâm O phẩy. Xét trong đường tròn tâm O phẩy thì chúng ta có cái góc AQB. Góc AQB thì nó sẽ bằng với góc là PAB vì cùng bằng 1/2 số đo cung AB. Đúng không ạ? Có góc AQB này. Thì nó sẽ bằng góc PAB. Hai góc này nó cùng bằng 1/2 cung AB. Các em lại xét tiếp trong cái đường tròn tâm O. Xét cái đường tròn tâm O thì chúng ta lại có góc PAB này. Góc PAB. Góc này thì nó lại bằng với góc là BPX. Hai góc này bằng nhau vì cùng bằng 1/2 cung PB. Cô đặt là 1, đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2. Thì các em sẽ suy ra được là 3 cái góc này bằng nhau, đúng không ạ? 3 góc này bằng nhau, tức là góc AQB. AQB. Cái góc AQB nó sẽ bằng với góc BPX vì cùng bằng góc APB, đúng không ạ? Mà hai góc này ở vị trí so le trong, đây hai góc này bằng nhau. Mà hai góc trên ở vị trí so le trong. Ở vị trí sau lê trong nên là các em sẽ suy ra được đó là AQ sẽ song song với PX. Đây là điều cần phải chứng minh chúng ta.
Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 29. Bài 29 này. Cho hai đường tròn O và O phẩy. Cho hai đường tròn tâm O này và tâm O phẩy, hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến kẻ từ A đối với đường tròn ở tâm O phẩy. Đây, từ A các em vẽ tiếp tuyến. Tiếp tuyến này cắt đường tròn tâm O tại điểm C. Và từ A các em kẻ tiếp tuyến đối với đường tròn tâm O. Tiếp tuyến này cắt đường tròn tâm O phẩy tại D. Chứng minh rằng góc CBA CBA bằng với góc, tức là chúng ta cần chứng minh hai góc CBA bằng với góc DBA. Hai góc này các em phải chứng minh bằng nhau. Như vậy nhá. Đầu tiên các em xét cho cô trong đường tròn tâm O này. Xét đường tròn tâm O thì chúng ta sẽ có cái góc C này này. Góc C này thì nó sẽ bằng với góc A1. Cô gọi góc này là góc A1. Đúng không ạ? Bởi vì là đây là tiếp tuyến đúng không ạ? Đây là tiếp tuyến qua A này, qua A của đường tròn tâm O này. Như vậy thì góc tạo bởi tiếp tuyến và dây bằng 1/2 cung AB. Đây là góc nội tiếp bằng 1/2 AB. Như vậy thì chúng ta sẽ có góc C sẽ bằng góc A1. Được chưa? Tiếp theo là xét trong đường tròn tâm O phẩy. Tâm O phẩy thì chúng ta có đây là tiếp tuyến này, tiếp tuyến. Đường tròn tâm O phẩy đúng không ạ? Thì chúng ta có cái tia này là tia tiếp tuyến này. Đúng không? Tiếp tuyến và dây thì chúng ta sẽ có góc A2, chính là cái góc này. Đây góc A2. Góc A2 tạo bởi cái tiếp tuyến và dây AB thì nó bằng 1/2 cung AB. Đúng không ạ? Cái góc này bằng 1/2 cung AB, cái góc D này cũng bằng 1/2 cung AB, như vậy hai góc này lại bằng nhau. Đúng không? Vậy hai cái tam giác mà có hai cặp góc bằng nhau, góc này bằng góc này, góc này bằng góc này thì suy ra là góc còn lại nó cũng phải bằng nhau. Đúng không ạ? Suy ra chính là góc ABC sẽ bằng góc ABD. Hoặc là CBA thì bằng DBA. Đấy, đấy là điều cần phải chứng minh. Vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Các em xét trong đường tròn tâm O. Kem xét đường tròn tâm O thì chúng ta sẽ có cái góc C. Góc C thì sẽ bằng góc C thì nó sẽ bằng với cái góc A2. Góc C là đây, góc C sẽ bằng với góc A1. Góc A1 này, đây là tiếp tuyến nhá. Đây là tiếp tuyến. Cái đoạn này này là tiếp tuyến của đường tròn tâm O này. Đây là dây này. Như vậy góc này bằng 1/2 cung AB. Góc C cũng bằng 1/2 cung AB. Như vậy chúng ta có góc A1 sẽ bằng góc C cùng bằng 1/2 của cung AB. Kem lại xét trong đường tròn tâm O. O phẩy. Đường tròn tâm O phẩy thì chúng ta có đây là O phẩy đúng không ạ? Thì chúng ta có đây này. Cái này là tiếp tuyến của O phẩy này. Đây là dây này. Như vậy cái này nó sẽ bằng 1/2 cung AB. Cái góc D này cũng bằng 1/2 cung AB là góc nội tiếp. Như vậy chúng ta lại có là góc A2 bằng góc D cùng bằng 1/2 cung AB. Đúng chưa? Mà ta có góc CBA này. Góc CBA thì bằng 180 độ trừ đi cái góc C và trừ đi góc A2. Trừ đi góc C và góc A2. Góc DBA thì nó lại bằng 180 độ trừ đi góc A1. Đây, trong cái tam giác này thì nó sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A1 trừ tiếp đi góc D. Đúng không? Thế mình nhìn này. 180 độ giống nhau này. Góc C lại bằng góc A1, hai góc này bằng nhau, tức là hai cái này bằng nhau.
góc A2 bằng góc D, đây này, bằng nhau, đúng không ạ? Như vậy 180 độ hai góc này bằng nhau. Hai cái này bằng nhau, hai cái này bằng nhau, như vậy cả cái hiệu này nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Từ những cái này này. Từ những cái này thì cái em sẽ suy ra được là gì? Suy ra được là góc CBA nó sẽ bằng góc DBA. Và đây chính là điều cần chứng minh của chúng ta. Cuối cùng cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 30. Bài 30 này. Chứng minh định lý đảo về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và cung và dây. Dây cung cụ thể như sau: nếu góc BAX với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây AB có số đo bằng một nửa cái dây căng cung đó, tức là bằng một nửa của cung AB này, số đo của góc này bằng một nửa số đo của cung AB, và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh AX là tiếp tuyến của đường tròn. Tức là bây giờ người ta giả thiết người ta sẽ cho một cái góc BAX. BAX có cung AB, có AB là một cái dây cung, đúng không ạ? Và góc BAX này, góc BAX này thì bằng 1/2 số đo của cung AB. Yêu cầu các em chứng minh AX vuông góc với AB. AX vuông góc với OA, tức là chứng minh AX là tiếp tuyến. Vậy bây giờ chúng ta sẽ các em sẽ nối O với B. Nối O với B. Rồi đồng thời các em hạ cho cô đường cao OH. Đây nha. Các em nối O với B, hạ đường cao OH. Thế thì chúng ta xét tam giác AOB, tam giác này là tam giác cân, có OA bằng OB, suy ra OH là đường cao thì nó cũng là đường phân giác, đúng không ạ? Suy ra hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có mỗi góc nó sẽ bằng 1/2 số đo của cả cái góc lớn này. Như vậy thì số đo của cung AB này thì lại bằng số đo của góc ở tâm, tức là số đo cung AB nó chính bằng số đo của cả góc O. Như vậy thì cái góc này này, mỗi góc này nó sẽ bằng 1/2 số đo của cung AB. Đúng không ạ? Mà cái góc BAX này cũng bằng 1/2 số đo của cung AB, bằng nửa số đo đây này của cung AB theo giả thiết. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được góc này bằng góc này. Hai góc này bằng nhau. Mà ta lại có góc này cộng với cái góc này này thì bằng 90 độ, suy ra góc này cộng với góc này cũng bằng 90 độ. Hai góc này cộng nhau chính 90 độ, tức là AX chính là tiếp tuyến. Được chưa? Chúng ta sẽ trình bày như sau. Bài 30. Các em nối O với B. Hạ đường cao OH. Thì xét cái tam giác AOB. Có OA bằng OB. Bằng R, suy ra tam giác AOB cân tại O. Cân tại O mà OH là đường cao. Nên suy ra OH cũng là phân giác. Đúng không? Từ đây thì các em sẽ suy ra được góc O1 bằng góc O2 bằng 1/2 của góc O
AOB. Đúng không ạ? Mà ta có góc AOB thì lại bằng số đo cung AB. Vì góc AOB lại bằng số đo của cung AB. Đúng không? Nên suy ra góc O1 bằng góc O2 bằng 1/2 số đo của cung AB. Đấy, bằng 1/2 số đo cung AB. Mặt khác, theo đề bài ta lại có là gì? BAX cũng bằng 1/2 góc cung AB theo giả thiết. Mặt khác, góc BAX này cũng bằng 1/2 cung AB theo giả thiết. Từ đây thì các em sẽ suy ra được góc BAX nó sẽ bằng góc O1. Đúng không ạ? Bằng góc O1. Đây ta chứng minh được góc BAX bằng góc O1. À, ta có là góc O1 này, góc O1 cộng với xét cái tam giác OAH có góc H bằng 90 độ, nên suy ra góc O1 cộng với góc OAH sẽ bằng 90. Đúng không ạ? Xét cái tam giác OAH. Cái tam giác này có góc H bằng 90 độ. Nên là các em sẽ suy ra được góc O1 cộng với lại góc, đây góc H bằng 90 độ, vậy suy ra O1 cộng với góc OAH sẽ bằng 90. Một góc bằng 90 rồi thì tổng hai góc còn lại cũng sẽ bằng 90. Cô đặt cái này là 1. Cái này là 1, cái này là 2. Thế bây giờ cô mới thay cái góc O1 này bằng góc BAX. Từ 1 và 2 thì người ta sẽ suy ra BAX cộng với góc OAH cũng bằng 90. Đúng không ạ? Từ 1 và 2 thì sẽ suy ra được, thay cái O1 này bằng BAX này thì người ta sẽ có BAX cộng với góc OAH cũng bằng 90 độ. Vậy nhìn vào hình nhá, BAX cộng với OAH này, BAX cộng với OAH bằng 90 độ, chứng tỏ là OH vuông góc với AX, vậy AX chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm O, đúng không ạ? Suy ra là AX vuông góc với OA, OAX, BAX cộng với OAH. Vậy suy ra góc OAX sẽ bằng 90. Suy ra là OA sẽ vuông góc với lại là AX. Đúng không? OA vuông góc với AX, vậy AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Đây là điều chúng ta cần phải chứng minh. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được cái phần lý thuyết và các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài xoắn 4 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Các em hãy về làm tiếp cho cô các bài tập ở phần luyện tập nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em các bài tập ở phần luyện tập. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.